Chú là Nguyễn Văn Năng, năm nay 68 tuổi. Chú đang ở số nhà 19, tổ 8, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Và công việc của chú là chú gò và hàn. Trong công tác, chú đã công tác 32 năm 7 tháng ở tại Z127 Bộ Quốc phòng. Hôm nay chú nghỉ hưu là thiếu tá. Cháu được biết là chú bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD đã lâu. Vậy chú có biết nguyên nhân nào gây ra tình trạng bệnh của mình không ạ? Ê, nguyên nhân thì trong công việc của chú là vừa hàn vừa gò, cho nên là tất cả những cái nơi mà máy móc nó hỏng ấy là có mặt của chú. Khi hàn thì có các cái khí độc hại, thí dụ như là carbonic và rất bụi, và đồng thời là những cái mùi hóa chất của những cái mùi dầu chảo hay là những cái mùi hóa chất để làm cho những cái khuôn mẫu ấy, thì chú toàn phải tiếp xúc thôi. Rồi khi các bạn ấy mài thì những cái mạt sắt nó bay lên, có thể nó găm vào phổi mình cũng không biết. Chú có bảo hộ, thậm chí bảo hộ hai lớp, nhưng mà cũng không thể triệt để được. Dù sao thì trong quá trình hơn 30 năm công tác thì chú cảm thấy rằng là cái phổi của chú nó quá bẩn. Thì trong cuộc sống thì chú có dùng thuốc lá thì chú hút được hơn 20 năm. Thế và một ngày thì thường ra chú cũng hút phải 20 điếu. Thế thì tất cả những cái khói thuốc lá rồi khói bụi làm cho chú mắc bệnh phổi tắc nghẽn. Khi bị bệnh ấy ạ, thì cái triệu chứng bệnh của chú biểu hiện cụ thể như thế nào ạ? Thí dụ như bệnh của chú có cái thay đổi thời tiết, hay là những ngày mà đang nắng mưa thất thường thì chú cũng đờm ho khó thở. Nó thường ho vào lúc 4 giờ sáng và ho là rất tức ngực đó. Thế và ho dai dẳng, hầu như là cứ thỉnh thoảng lại ho ho cả ngày luôn, rất là khó chịu. Ho có đờm và đờm đặc và nó cứ quánh lại, cảm thấy nó cứ rất là khó chịu ở cổ họng, cổ nó không thở được, hít vào cũng khó, thở ra cũng khó. Xong rồi là có những cái cơn rít, nó rít như mèo hen đấy đó. Chú đi lại rất là khó khăn, thí dụ như là mình lên cầu thang là phải lên nhiều lần mới hoàn thành, chú cứ phải đứng nghỉ thở. Thế còn đi trong nhà thì chủ yếu là ít đi thôi mà ngồi là nhiều. Thế khi ngồi cũng có đấy, cái thở của chú như thế. Bị triệu chứng như thế, chú đã đi khám ở những viện nào rồi và bác sĩ kết luận ra sao ạ chú? Chú khám ở bệnh viện A Thái Nguyên, sau đó là bác sĩ kết luận chú là bị bệnh hen phế quản. Sau đó là bác sĩ kê cho, ngày xưa chưa có những thứ thuốc hiện đại ấy, thì chú uống thuốc T này, thuốc E này, nhưng khi uống nhiều thuốc đó thì chú bị run cả tay, run nhiều tay, run lắm. Run này, đấy, rất nhiều. Ngày xưa thì cũng không có thuốc gì ngoài viên T, viên E, nó không có gì cả. Thế và chỉ tiêm kháng sinh thôi. Đấy, thì cứ mỗi một đợt mà chú bị nặng, uống thuốc T, thuốc E không ổn, thì chú lại vào viện, nằm viện 15 ngày, tiêm kháng sinh. Sau đó chú ổn thì chú lại trở về. Nhưng sau 1-2 tháng, chú lại phải vào viện. Một năm chú phải vào viện 4-5 lần. Ngày xưa là chú khám ở viện A, sau đó là tỉnh có quy định là thiếu tá thì được nằm ở phòng cán bộ ưu tiên, thì chú được nằm khoa của cán bộ, thì chú nằm ở bệnh viện Trung ương, Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Thì sau khi về thì bác sĩ kê cho chú hai hộp xịt, đó là Ventolin và Salantai. Loại Salantai ấy là thuốc cắt cơn, thì chủ yếu là xịt vào lúc khó thở. Thế còn hàng ngày thì
để chống lên cơn thì chú xịt cái Ventolin ngày có thể là 3-4 lần, mỗi lần 2 nhát. Ở ngoài cái hai hộp xịt trên thì chú còn có khí dung. Một ngày chú là dùng 3 lần, sáng, chiều và lúc đi ngủ. Sau khi mà cái bệnh hen của chú nó kéo dài quá và cái tổn thương của phổi nó rất là lớn rồi, thậm chí nó đã xẹp một ít phổi rồi và nó còn mòn cả một chút phổi rồi, thì bác sĩ kết luận là chú đã bị phổi tắc nghẽn COPD, và bây giờ chú được nhà nước cho mỗi tháng 800.000 tiền thuốc để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn COPD. Cháu thì hiện giờ là sức khỏe của chú rất là tốt rồi. Không biết là chú có bí quyết nào chú có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Bí quyết của chú là dùng Boni Detox. Chú thấy quảng cáo trên TV và chú được các bạn bè tư vấn. Nhiều bạn bè chú cũng làm công tác ở đơn vị, sau cũng bị như chú và hiện tại bây giờ cũng đang hưởng chế độ như chú. Nó cũng dùng cái này, xong nó bảo đấy. Nó bảo chú là nên dùng Boni Detox rất là tốt, làm sạch phổi này, tống hết độc tố bẩn lau bao năm ra ngoài và làm cho những cái đường thở của mình nhận nhiều oxy, mình dễ chịu, dễ thở. Thì chú đã mua uống rất nhiều năm. Ban đầu khi chú uống Boni Detox thì cái tuần đầu tiên là chú dùng ngày 6 viên chia 2 lần. Sau một tuần thì chú dùng 4 viên chia 2 lần sau ăn. Khi uống Boni Detox ấy thì chỉ sau 15 ngày là chú đã thấy nó đã giảm rồi. Đã giảm rồi, nhưng sau từ 3 đến 4 tháng thì chú thấy nó giảm hẳn rõ rệt, và chú uống hàng năm, nhưng mà chú cứ uống 3 đến 4 tháng một đợt, xong chú lại nghỉ 1-2 tháng chú lại điều trị tiếp, cứ uống như thế thì chú thấy người rất là khỏe, cảm thấy cái phổi của mình nó không nặng nề nữa mà nó thoáng đãng, nó dễ chịu hơn. Và chú đi chụp cái phổi thì rất tuyệt vời. Ngày xưa lúc mà chưa có Boni Detox này, chú phải rửa phổi mấy lần thì bác sĩ nói rằng là cái phổi của anh rất là bẩn. Đấy, rất là bẩn. Thế rửa ra được 2-3 lần rửa phổi rồi, thì sau khi chú uống Boni Detox này thì chú thấy cái phổi của chú nó sạch sẽ hơn, nó thoáng đãng hơn, và cái đường thở của chú, đặc biệt là cái đờm, là nó loãng ra và nó không còn đặc nữa, nó loãng mà, thì nó ra ngoài dễ hơn và đường thở của chú nó cũng dễ hơn. Đến nay chú cảm như rằng là dùng Boni Detox này đã gần như khỏi hẳn rồi, được hơn 90% rồi. Từ ngày mà uống Boni Detox đến nay thì chú không phải rửa phổi mà chú không phải đi bệnh viện nữa, chỉ ở nhà thôi, leo cầu thang cũng không phải ngừng nghỉ. Sướng lắm. Sau khi bệnh của mình cải thiện tốt như thế, chú thấy cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình ấy có thay đổi nhiều không ạ? Chú bây giờ ngủ ngon từ tối sáng luôn, ngủ một mạch luôn, chú cảm thấy ngon giấc, không vướng gì cả, không khó thở, không gì cả, không ho đờm nữa, dễ chịu. Đấy, sướng lắm. Khi nghỉ hưu ấy, thì chú cũng về. Thế vợ chú thì làm may, chú cũng có cắt vải, kể cả là quần áo hay là các cái loại băng rôn cầu hiệu cờ tổ cho tổ quốc, thì cũng chú cũng cắt để cho cô ấy máy. Tức là chú làm mọi việc, sức khỏe chú rất tốt. Vừa rồi chú còn về bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, chú chăm mẹ một tuần mà chú không hề bị làm sao hết, sức khỏe chú vẫn bình ổn. Nhưng chú chỉ có uống Boni Detox ngày 4 viên lần chia 2 lần thế thôi. Sau khi chú dùng Boni Detox nhé, thì sau 5 năm, nhưng mà chỉ sau 3 năm thôi là chú đi khám toàn bộ tổng thể. Thì trước đây là chú chưa uống cái Boni Detox, kết quả chụp X-quang người ta ghi là xẹp hai nhánh phổi.
Thì sau khi dùng cái này thì chú đi khám, chụp lại X-quang thì người ta ghi là bình thường. Dạ, cháu chúc mừng chú đã cải thiện sức khỏe tốt ạ. Chú dùng Boni để tóc một thời gian dài như thế, mình có thấy tác dụng phụ gì không chú? Chú dùng Boni để tóc, chú không cảm thấy có một cái tác dụng phụ nào cả. Trước đây là cứ cái thời tiết mà giao mùa ấy là đờm ho khó thở là đầy ngực này. Xong chú là rất là khó thở, ngày có thể xông 3 lần và có thể xịt liên tục. Thế nhưng mà sau khi dùng Boni để tóc thì bây giờ chú không phải khí dung mà cũng không phải là dùng xịt nữa. Bây giờ hầu như chú không còn ho nữa và đường thở của chú rất dễ chịu. Chú còn đánh cầu lông cơ mà. Ngày xưa chú chỉ ở nhà thôi, vất vả lắm. Bây giờ có Boni để tóc, cảm ơn lắm, cảm ơn công ty Boni để tóc này. Chú đã đánh được cầu lông, chú vận động nhẹ nhàng tốt, không sao hết. Đấy. Dạ, cháu cảm ơn lời chia sẻ của chú ạ. Cháu chúc chú và gia đình mình là hạnh phúc, mạnh khỏe ạ.